Thiện Ngự Thần Tử nói không sai. Thiên tử, lần này ngươi ra ngoài là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Nói cho các ngươi cũng không sao. Cánh cửa chúng sinh sắp xuất thế rồi. Cánh cửa chúng sinh? Cánh cửa chúng sinh là cái gì chứ? Lời này là thiệt chứ? Cánh cửa chúng sinh sẽ xuất hiện ở đâu? Phi Dương Tiên Môn. Tiên đài trăm tầng vẫn giống như năm đó, không thay đổi tí nào. Tuy tiên đài trăm tầng là thánh địa của chủ vực Đông Nam Thiên Mạch, nhưng nó ngoài có chất liệu vô cùng cứng chắc, khó thể phá hỏng ra, thì chưa từng lộ ra cơ duyên thần tích gì, vậy nên chỉ được coi là một chỗ tụ tập vui chơi. Nó có lai lịch đặc biệt gì sao? Cuộc chiến giết thần năm đó bắt đầu từ chỗ này. Tiên đài trăm tầng từng nắm trong thần huyết, thần thôn vệ thần cốt, từng lưu giữ thần hồn. Cuộc chiến giết thần. Đi lên thôi. Minh Hoàng tử, cánh cửa chúng sinh là cái gì chứ? Cánh cửa chúng sinh là nơi mà ngàn vạn tạo hóa sinh ra. Nghe nói vạn vật sinh linh là sinh ra từ trong cánh cửa chúng sinh. Nếu có thể đi vào bên trong, có thể có được cơ duyên bất tận. Ta cũng là biết được từ trong bí tịch cổ xưa của Nhật Nguyệt Thần Triều. Ta là nghe đại danh của Bạch Mộng Chu mà tới. Mọi người đều nói rằng nàng ta là người gần gũi với đạo nhất của chủ vực Đông Nam, vốn muốn ngồi luận đạo với nàng ta. Không ngờ nàng ta vậy mà không có ở đây, vậy bản tiên tử đi trước đã. Rời đi. Thánh tử, tại sao Bạch tiểu thư không tới vậy? Nếu Bạch tiểu thư cũng tới thì có thể nghe được hai vị thiên kiêu mỹ nữ luận đạo, vậy chẳng phải là chuyện tốt trên trời hay sao? Bản thánh tử từng mời Bạch Mộng Chu cùng tới, nhưng Bạch Mộng Chu bị người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp, không thể tới được. Bạch tiểu thư bị người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp sao? Há lại có cái lý đó? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Người này ý mình có chút ân tình với Bạch gia, sai khiến Mộng Chu tới lui, sai như người hầu vậy. Các người cũng biết, tính cách của Bạch Mộng Chu dịu dàng, lương thiện nên khiến người này càng thêm hỗn láo. Bây giờ Bạch Mộng Chu sợ rằng vẫn ở trong một cái thôn rách nát khám bệnh cho đám thôn dân. Trên trời này lại có loại người vô sĩ như vậy sao? Đừng để ta gặp hắn, nếu không ta nhất định sẽ đa tay dạy dỗ người này. Thánh tử, người này tên họ là gì? Bây giờ ta đi tìm hắn tính sổ. Người này tên là Lục Trầm. Lục Trầm? Nguyên chỉ biết người này sao? Minh Hoàng tử, người mà ngài kêu Ai Đại và Ai Nhị đi tiêu diệt chính là Lục Trầm. Vậy thì khéo quá, Lục Trầm này thiệt sự là người mà ai cũng muốn giết. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.